hàng trộn Vân VIP các bác nhá. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu các bác là cái chương này, em đang làm ở chương liền dày 10 phân, đục tỉa hai mặt và đục bằng máy sửa lại tay kỹ. Tất cả những đường led chi tiết nhà em làm hoàn thiện tinh kỹ hết, kể cả từ trong lỗ cho mình á. Cái tay này thì nhà em làm là tay chữ C, tay đặc nguyên khối sát cột anh chị em mình ạ. Ván mặt em đang làm với độ dày là 2 phân. Và các bác ở chiêm ngưỡng giúp em cái mặt này, vân quằn quại anh chị em mình ạ, cực kìa đẹp và hoàn thiện sờ lì tít. Vâng, xin chào toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh Sửa Cửa Gốc. Hôm nay thì em Viện lại trân trọng giới thiệu mọi người một siêu phẩm hoàng gia Louis vách cánh bướm chân 14 hàng Vân VIP của cơ sở nhà em vừa hoàn thiện xong. Thì bộ sản phẩm này nhà em làm thuê hàng đặt là của một vị khách hàng ở Thái Bình là anh Tuấn, đặt với cơ sở nhà em được là gần 2 tháng rồi. Thì đầu tiên thì em muốn quay vào trong để giới thiệu chi tiết mọi người các bác nhá. Các bác có nhìn thấy giúp em là bộ sản phẩm này nhà em làm hoàn thiện là có 7 lớp POM và toàn bộ là hàng trộn Vân VIP các bác nhá. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu các bác là cái chương này, em đang làm ở chương liền dày 10 phân, đục tỉa hai mặt và đục bằng máy sửa lại tay kỹ. Tất cả những đường led chi tiết nhà em làm hoàn thiện tinh kỹ hết, kể cả từ trong lỗ cho mình ạ. Kích thước vỏ dài là dài lên tới là 2m67, sâu là 80 và cao là 1m50 là kích thước cả của bì. Vách này em đang làm là vách cánh bướm dày 3 phân hàng trọn vân. Các bác nhìn xem giúp em này, vân của gỗ hương đá thì không phải nghĩ rồi các bác ạ. Và đặc biệt hơn là hàng bộ sản phẩm này thì anh Tuấn yêu cầu là hàng trọn vân đẹp cho anh. Thật tay này thì nhà em làm là tay chữ C, tay đặc nguyên khối sát cột anh chị em mình ạ. Ván mặt em đang làm với độ dày là 2 phân. Và các bác ở chiêm ngưỡng giúp em cái mặt này, vân quằn quại anh chị em mình ạ, cực kìa đẹp và hoàn thiện sờ lì tít. Khung tranh của sản phẩm này là khung tranh dày 4 phân, ván dày 2 phân, cổ chỉ 3 tầng, chân là chân 14 đục theo lối là hoa là tây, yếm cũng đục hoa là tây và yếm dày 4 phân. Bộ sản phẩm này nhà em làm đục tỉa hai mặt anh chị em mình ạ. Đến với mặt sau của chiếc đoạn dài thì anh chị em mình có thể cảm nhận giúp em là vân cực kìa đẹp luôn, và mặt sau đục tỉa hai mặt đục đẹp như mặt trước anh chị em mình ạ. Và hiện tại thì bộ sản phẩm này em đang kê hình chữ H, ở giữa là sẽ có một chiếc bàn lớn. Cái bàn lớn này thì anh Tuấn đặt là theo yêu cầu của nhà mình, do cái không gian của khách diện tích của anh là không được cho phép là to nên là anh đặt chỉ có 69 thôi, rộng 69 và dài 1m67 phân. Mặt thì có đục theo lối là hoa là tây khung gương rất đẹp như này, các bác bạn nhìn xem giúp em, rất phù hợp với dòng hoàng gia. Mặt dày 2 phân này, khung tranh dày 4 phân và bàn là có đầy đủ ngăn kéo để các bác kéo ra cái vào đồ. Tất cả là chất liệu hương đá 100% anh chị em mình ạ. Chân là chân đục của hoa là tây chân 14. Và cuối cùng ở đây là một chiếc đôn thất. Bộ sản phẩm này của anh Tuấn đặt là có 5 món đúng không anh nhé, không có đôn kẹp lên, ở đây là một đôn cuối cùng này. Rộng của nó là 45, dài cũng là 45 phân, toàn bộ là ván dày 2, khung tranh dày 4, cổ chỉ 3 tầng, chân với yếm đục hoa tây, chị mình giúp em luôn, hoàn thiện đẹp kỹ hết. Các bác ạ, đối diện chiếc đoạn lớn, bộ sản phẩm này có hai chiếc ghế đơn. Em đang làm kích thước là sâu là 80, ngang là 1m15 và cao 1m45 phân. Toàn bộ là chương là theo lối là chương đục là vương liệm hoa hồng, rất là đẹp cái này và hoàn thiện tinh kỹ hết, chị mình giúp em. Tất cả những sản phẩm hàng đặt và kể cả hàng phổ thông thì em cũng luôn luôn là cho thợ là hoàn thiện đẹp kỹ từng gốc cách một để phục vụ các bác có chất lượng sản phẩm tốt nhất để dùng của bên đồ Thiên Phú. Quay trở lại bộ sản phẩm này là chương em làm dày 10 phân, vách dày 3 phân, hàng trọn phân, tay toàn bộ là tay đặc nguyên khối, ván dày 2, khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ 3 tầng, chân là chân 14. Đặc biệt hơn là bác nhìn thấy giúp em cái mặt ván của lỗ vân quá đẹp luôn các bác. Trực tiếp là anh Tuấn đã đến sửa nghe em để xem mộc rồi. Đấy, hôm nay em vừa hoàn thiện xong quay mọi người xem. Hai chiếc video ở đây. Kích thước hiện nhau. Toàn bộ là sản phẩm này là hàng đục tỉa hai mặt anh chị em mình nhá. Chất liệu hương đá thì bây giờ mọi người biết rồi, là một chất liệu là thuộc dòng mà tốt nhất của Nam Phi hiện nay. Nói về hương đá, vân veo đẹp, gỗ đều màu và tông gỗ rất là mịn anh chị em mình ạ. Vừa xong thì em Viện đã giới thiệu xong cho mọi người một bộ sản phẩm hoàng gia Louis vách cánh bướm chân 14 hàng Vân VIP của hương đá. Thì hiện tại bộ sản phẩm này bên cơ sở nhà em đang bán với giá là 73.800.000 đồng, là giá bao gồm 5 món các bác nhá. Và bộ sản phẩm này thì anh Tuấn đã có yêu cầu là cắt thêm đạm cho anh, nhưng hiện tại là em chưa thêm đạm để quay bộ thực tế bộ sản phẩm này cho mọi người xem. Thì các bác quan tâm với dòng sản phẩm của hoàng gia mà gỗ hương đá hàng Vân VIP thế này, mọi người có thể liên hệ qua hotline số điện thoại em sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người và em sẽ ghi ở trên phần video nhà em. Đấy, các bác quan tâm sản phẩm nào cứ liên hệ với cơ sở nhà em để em tư vấn cụ thể mọi người, có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem hàng. Địa chỉ nhà em đang quay ở đây là cơ sở 1 nằm ở cạnh cái sang cầu bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội, có tổng diện tích vừa kê hàng và trưng bày rộng lên tới là 5.000m2 và sẽ có sẵn rất nhiều từ những dòng sản phẩm bình dân cho đến những dòng sản phẩm cao cấp, và có cả khu vực mà dựng mộc này, khu vực mà hoàn thiện sản phẩm này và khu vực trưng bày sản phẩm để các bác qua xem. Đấy, mọi người xem video của em mà thấy hay, hãy ủng hộ cho em Viện bằng những nút like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Và giờ em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video clip về cơ sở nhé. Xin chào mọi người ạ.